là ba đi ra bưu điện, ba lấy quà ông già Noel gửi về cho tụi con. Rồi ngồi đi. Trải nghiệm cùng An Trang Thương. Hôm nay á, ba của hai nhà mình tới chỗ đưa hư để mà gửi mấy đồ chơi ông già Noel tặng cho tụi mình đó các bạn. Rồi. Rồi hôm nay thì ba đi ra bưu điện, ba lãnh được quà ông già Noel gửi nè. Cái này á là chào mừng các bạn tới kênh trải nghiệm cùng An Khang. Hai tụi mình á, tại vì tụi mình lo nhau trong mấy té đó các bạn, mà em mà sợ cũng chết luôn á. Em nhỏ Thánh Hương của mình á, hai bữa nay đi rồi nội với sinh ơi với bà nội ông nội mình với ông nội bà nội của hai tụi mình đó các bạn. Rồi thôi thì ba đi ra bưu điện, ba lãnh được quà già Noel nè. Cái này ông già Noel tặng cho Thương nè. Thương cảm ơn già Noel đi. Cảm ơn già Noel. Rồi còn cái này là búp bê nè, ông già Noel tặng búp bê Noel cho chị hai nè. Rồi ông già Noel tặng siêu nhân bắn bi cho Khang nè. Rồi rồi Minh Khang được ông già tôi em tặng quà nhiều quá, cho nên là ông già em tặng thêm cho Khánh Hương một cây trống trống nè, cho chị hai một cây trống trống nè, đúng chưa? Rồi từ từ nha, ông già Noel còn gửi bánh kẹo về cho tụi con nữa nè. Ông già Noel gửi kẹo cho Khánh Hương nè. Kẹo này là kẹo C nè, vitamin C và D. Rồi nè, ông già Noel gửi cho Khánh Hương nè. Khánh Hương Khánh Hương kẹo nè. Rồi Khánh Thương hai phần kẹo luôn, ông già Noel gửi cho Khánh Thương. Rồi. Rồi ông già Noel á còn gửi thêm nữa nè. Cho Minh Khang cây kem với hộp sữa Cool. Đây đưa hình con gái cho chị hai, lộn rồi. Cool con gái cho chị hai, còn cái này là. Rồi cái này là cho Minh Khang nè, Cool trai nè. Vậy Khang không ăn đúng không? Để bà gửi về. Rồi bỏ vô tủ lạnh lại. Rồi tụi con thấy quà tụi con như thế nào, có thích không? Rồi thôi đưa trước mặt bạn coi coi quả này sao đâu. Rồi tháo qua như thế nào. Đưa quà trước mặt camera cho các bạn coi coi. Đưa vô. Ông già Noel tặng cho mình cái nón Giáng sinh luôn nè. Rồi thôi bye bye các bạn đi. Bye bye.
bấm chai và bấm lại biết chưa, mình đây là bữa tiệc Giáng sinh đêm qua của mình nè các bạn. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu? Tên là Minh Kha, con 4 tuổi. Con 4 tuổi hả? 5 tuổi rồi. Con 5 tuổi mẹ là em. Con là Khánh Nhan. Con tuổi của con là 6 tuổi nha ông già Noel. Đến lại con 6 tuổi, con tên Khánh Nhan. Em gái con tên Khánh Hương và 2 tuổi. Các bạn khoai và thịt bò các bạn, và mật đủ các bạn, và nấm nữa nha các bạn, và thịt nha các bạn. Thank you.
cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký nè.